Chào mọi người, quay lại kênh cần câu Nhật Bản của mình. Hôm nay mình có một số cần. Cần thì có đa số ở cần carbon, có mấy cái cần fib. Đây, để giới thiệu để cho mọi người xem rồi mua ủng hộ nhé. Đây. Rồi, cái cần số 1 này mọi người. Cần số 1 là một cái cần cực trọng đáy qua. Đây, cái cân cực trọng đáy quá nhá. Đây. Cái này á thì nặng đây, tổng thể nó như thế này này. Cái này thì ngoại hình của nó á, nhìn còn khoảng 75%. Đây, cái chỗ này thì nó hơi cái nhựa chỗ này nó hơi bị giống kiểu chỗ nhựa này nó bị chết á. Cái chỗ nhiều cái nút á. Đây. Nó còn cái nút ở trên này này. Đây, mình cho mọi người xem kia những cái đốt ở phía trong của nó. Đây. Đốt ở phía trong của nó thì các cái đốt ở phía trong của nó thì còn đẹp nha mọi người. Cân cực trọng này thì đa số toàn là cân carbon hết nhá. Carbon đời mới hết. Đây. Đây, đầu bố của nó này có khuyên đá sạm ở đây. Khuyên đá sạm trong đây nhá. Cái cân này á thì nặng 280 g. Dài là dài 3m1, thu về như thế này là 1m1, đọt của nó là 2.28, đọt của nó 2.28, bạt là bạt phần vành Fuji này, bạt vành Fuji này, đây, đây có chữ đây qua, đây Fuji, đây, độ cứng của nó là 30, độ cứng 30, cân dài 3m1. Thu về như thế này là 1m1. Rồi. Đây. Bên này khuyên đá. Đó. Rồi, nhưng cái này thì con khá là đẹp nha mọi người. Cái này cái số 1 mình bán 1 triệu nha mọi người. Cái số 1 mình bán 1 triệu. Ok. Rồi. Cái số 2 là một cái Ryobi Hàn Quốc. Ngoại hình tổng thể của nó như thế này đây. Đây. Để chút. Để cái nó lại. Đây, ngoại hình tổng thể của nó như thế này nhé mọi người. Đây, cái này thì còn khoảng 70%. Mình thử sơ cái cân cho mọi người xem nha. Cái này đọt 1.5. Dài 4,5 m. Đây. Đây, cái đọt này bị mất đầu bú mất rồi. Mất cái đầu bú rồi. Đọt của nó là carbon nha mọi người. Đây. Đây. Khuyên thì là khuyên đá xám. Đây. Các giọng ở phía trong, các đồ ở phía trong còn rất là mới. Đây. Các đồ ở phía trong còn rất là mới nha mọi người. Khuyến thì cân này là cân tay trợ máy. Khuyến của nó có 1, 2, 3, 4, 5. 5 khuyến. 5 khuyến bị mất đầu bú. Đây. Bát của nó là bát trượt Fuji F6. Bát trượt Fuji F6 này.
Cây này á 4 mét rưỡi. Đọt á, đọt thì ở chỗ đó mình đo là con 0.90. Thu về ngắn nhất như thế này á là 1m02. 102 cm đó. 102 cm nha mọi người. Đây. Cây cần này á nặng 160 g. 160 g. Đây. Cây này mình bán là cây số 2. Mình bán với giá 650.000 nha mọi người. 650.000 cây số 2. Đừng chút phía đâu rồi. Cần màu đen, kiếp cũng màu đen, khổ thiết chứ. Cái cân số 2 mình bán 650 nha mọi người. Số 2 650. Cái này bị mất cái đầu vú rồi. Rồi, cái số 3. Cái số 3 này thì là fip nha mọi người. Cái này là fip. Đây. Ngoài hình tổng thể như thế này. Cái này thì theo nhận xét của mình còn phải là khoảng 80%. 80% nha. Đó. Mình quay sơ cho mọi người xem này. Đây. Đọt số 2. 54. 7 khúc Ruby Hàn Quốc. Bát Fuji F6. Rồi, khuyên của nó này. Khuyên của nó thì khuyên trượt ở trên khá là nhiều. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 cái khuyên bao gồm cả cái đầu bu này. Đây, đọt của nó đọt đọt mạnh. Đọt mạnh nhé. Đọt này là 0.90. Đọt mạnh 0.90. Đây. Đây, đặt mạnh nhá. Các khuyên này khuyên trượt. Khuyên trượt là mình chụp. Đây, khuyên trượt hết. Rồi mình cho mọi người xem các giống bên trong nhá. Còn đẹp. Đây cũng còn đẹp. Đẹp. Rồi ok. Bảy độ nha mọi người. Đó. Khuyên trượt. Đó. Ok. Cái này á thì nặng 380 g, đọt 0.90. Dài 5m35. Kỳ thu về như thế này á là 90 phân. 90 cm nha mọi người. Rồi cái số 3. Cái số 3 này á thì mình bán là 550.000. Cái cần này cần thủy tinh. Chất liệu là sợi thủy tinh. Cái này sợi thủy tinh nha mọi người. Cái số 3 650. Rồi, cái thứ tư cũng là một cái cân cực cong. Nhưng cái này là cân 3 khúc. Đây, cái này cân 3 khúc.
nó nặng 280 g, đọt ở trên là 229, vươn ra là 3 m, thu về là 106 cm. Ngoại hình tổng thể của nó như thế này đây. Đây, theo mình đánh giá thì cái này còn khoảng 70%. Cân này thì là cân carbon rồi, cân cực trọng đa phần là cân carbon. Đây, khuyên đá này, đá vẫn còn này. Đây, cây này thì là dài 3 m, độ cứng là 30. Đây, độ cứng 30, dài 3 m. Để mình xem nó hiểu gì. Nó là Shimano. Shimano nha mọi người. Đó. Cái này thì ghi nó sản xuất. Nếu không ghi nó sản xuất thì là sử dụng thị trường nội địa Nhật thôi. Để nó không ghi nó sản xuất. Đọt của nó đây. Đọt cứng. Đọt này là đọt cứng. Đây, khuyên đá này. Đó, cân cực trống thì khuyên nằm ở phía trong. Đây, khuyên đây. Khuyên còn đẹp nha mọi người. Rồi, bát của nó á, là bát Fuji luôn. Bát Fuji. Vạn Fuji. Ok, đây có chữ Shimano này. Bát mới, bát Vạn Fuji. Ok, bát khúc. Cái này mình cũng bán với giá 1 triệu nha mọi người. Cái số 4. Một triệu. Rồi, số 5 là một, à mình quên nói, hình như cái cân này nặng 280 g nha. Rồi, số 5 là một cái cân Daiwa, cũng là carbon thôi, carbon xoắn X. Carbon xoắn nha mọi người. Đây, cân Daiwa. Mờ quá. Đây, tổng thể cái cân này như thế này nha mọi người. Đọt này, đọt tháp này, chữ lực này. Đó. Đây, đọt này, đọt mạch. Khuyên này, khuyên ẩn ở phía trong này. Đó, trong này đều là carbon xoắn X hết nha mọi người. Đó, cắt giọng ở phía trong còn rất là đẹp. Đây, khuyên cải là khuyên đá xám nha mọi người. Đây, gắn carbon to, dài. Đá rất là dài. Cái này rất là nhẹ. Đọt là đọt làm đọt thủy tinh đặc này. Đó. Ok. Đây, bát của nó bát Fuji F6. Fuji F6 nhé. Đây. Cái này thì là 6 đốt.
đây 6 đốt, nó có thông số ở đây luôn, 6 đốt, vươn ra là 5m2, thu vào là 96 cm, đọt thì là 0.8. Ok. À, cái này mình nói cái nữa, cái này hình như là kia phía dưới này nó bị vặn được hay sao á, người ta có dán cuộn kéo ở đây. Cuộn băng kéo ở đây. Cái này là cái số 5. Cái số 5 mình bán 800 nha mọi người. 800. Cái này đi. Một cái đây qua. Cái đây qua. Cái này thì ngoại hình của nó mình thấy còn khoảng 70% ấy mọi người. Ngoại hình còn khoảng 70%. Đây, mọi người xem qua kia thông số trên cân nhá, một được nhá. Đây. Bạc Fuji FS7. Đọt số 2. 5.3. Đây. À. Rồi, ok. Giờ mình sẽ xem thử nha. Cái này á, đọt này, đọt 2 ly này. Đọt 2 ly. Độ cứng của đọt này. Rồi, đi xem nó có mấy đốt nha. Khuyến này, khuyến trượt này. Cân carbon nha mọi người. 1 đốt. 2. Tất cả các đốt trong đây còn rất là mới. 3 đốt. 4 đốt. 5 đốt. 5 đốt nha mọi người. 5 đốt, 5 đốt. 5 đốt này vươn ra dài 5.3. Dài 5.3. Đọt, đọt của nào đọt 2 ly nha mọi người. Đọt 2 ly. Thu về á, thu về thì cái này thu về là dài 116 cm. Thu về như thế này là dài 116 cm. Khuyến vào đầu vũ của nó này. Để mình đếm nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 khuyên bao gồm cả đầu vũ. Khuyên thì tất cả đây là khuyên đã xám hết, còn y nguyên hết. Đây. Ok. Cái này á thì là nặng 280 g. Cái này nặng 280 g nha. À, bát của nó bát Fuji FS7 đời mới. Rồi, ok. Cái này là cái số 6, mình bán 900 nha mọi người. Cái số 6 bán 900. Rồi. Cái số 7 này. Cái số 7 là một cái này của hiệu gì đây? Suzumi á. À, Ryobi. Đây, một cây cần rút. Ngoại hình của nó như thế này đây. Cây cần rút nha mọi người. Ngoại hình của nó đây. Mọi người xem qua nó này, nó 4 khúc. 4 khúc dài 24. Ngoại hình cây này thì còn khoảng 80%. Đây, độ cứng là 10, dài 24, 4 khúc. Hàn Quốc, Ryobi Hàn Quốc. Cây này nặng 180 g. Đọt là đọt 1.5 ly. Đọt 1.5 ly. Nặng độ cứng 10. Đây. Thu về như thế này á là chỉ có 69 cm nha mọi người. Thu về như thế này là 69 cm. Rồi, mình để mọi người xem mấy cái khuyến này. Khuyến này có
1, 2, 3, 4, 5. Tất cả đều là khuyên đá xám Fuji hết. Nơi ở phần đây vẫn có kia bọc bảo vệ này, bọc cường lực bảo vệ khỏi tước cần. Đây, ở phía trong đấy thì đây, đọt này là đọt thủy tinh. Đọt thủy tinh rồi. Đọt thì phải, người ta phải làm đọt thủy tinh. Đọt này đọt thủy tinh tháp chịu lực. Đây, carbon. Carbon. Các giọng ở phía trong con rất là mới nha mọi người. Các giọng ở phía trong con rất là mới. Rồi. Rồi mình thu lại đây nè. Bát của nó bát vặn Fuji. Bát vặn. Ok. Cái này nặng 180 g. Cái này là cái số 8. Số 8 chúng ta 2 4 6 2 4 6 cái số 7. Cái số 7. Cái số 7. 7 này mình bán 600 ngàn nha mọi người. 600. Đó, ok, cái số 7 600. Số 8. Số 8 là một cái Shimano. Shimano Holiday Spin. Đây, Shimano Holiday Spin. Cái này ngoại hình của nó thì còn khoảng 80%. Ngoại hình còn khoảng 80% nha mọi người. Đây mọi người xem qua nó một chút. Shimano này. Cái này thì đọt á, độ cứng là 25, dài 4m2. Bát là Fuji FS7 SB. Đây. Cái này á thì nặng 340 g. Đọt thì 27, dài 4m2. Thu về như thế này là 116 cm này. Thu về như thế này là 116 cm này mọi người. Đây. Khuyên của nó thì có 1, 2, 3, 4. 4 khuyên bao gồm cả đầu bu. Khuyên cái gập được. Đây, khuyên cái gập được nha mọi người. Rồi, mình để mọi người xem các giọng ở phía trong. Đọt này, đọt của nó đây. Rất là cứng. Đọt cứng nha. Rồi, giọng đầu tiên đẹp. Giọng thứ hai cũng đẹp. Giọng thứ ba đẹp. Rồi, cái này có tổng cộng 4 giọng. Rất là đẹp. Rồi, bát này. Bát trượt Fuji FS7 SB. Holiday Spin HG. Made in Korea, Hàn Quốc. Rồi, cái này cái số 8 mình bán 1 triệu nha mọi người. Số 8 mình bán 1 triệu. Rồi, số 9, một cái cần tay cờ máy. Cái này cũng Shimano luôn. Shimano luôn nha mọi người. Cái này ngoại hình thì theo mình thấy còn khoảng 70%. Đây, để mọi người xem qua ngoại hình của nó. Shimano. Bát Fuji. Trượt LS6. Cái này Hàn Quốc. Dài 5m3. Thôi đi đây. Cái này chỉ kia kéo về mọi người chui ra nhá. Đây. Khuyên cãi là một cái khuyên đá xám. Khuyên đá xám nhá. Cái này thì nặng 180 g. Vươn ra là 5m3. Thu về là 1m2. Đọt á, đọt này đọt 1 ly này.
một giây. Đây. Đọt thủy tinh. Người ta làm đọt thủy tinh cho nó cứng. Đây, cống của đọt đây. Đây, còn ở trong đây khuyên ẩn. Tất cả đều khuyên ẩn. Một đốt. Đây, carbon. Gân carbon rất là dày. 2 3 4 5 5 đốt nha mọi người. 5 đốt. Đây, ở đây nó có hơi bị mẹ một xíu này. Mẹ một xíu nhưng sao vì cái này là có kia bóp này cự. Bóp này cường lực. Chống bị nứt. Dập. Rồi, cái này là cái số 8. Ố số 9 rồi. Cái số 9. Cái số 9 này mình bán 800 nha mọi người. 9 800. Rồi, cái số 10. Cái số 10 cũng là một cây Shimano Holiday ISO. À, cái này cây ISO. ISO carbon. À, nãy giờ mấy cái cân mình giới thiệu đều là carbon hết nha mọi người. Quên mất. Chỉ có cái số 3 là sợi thủy tinh thôi. Còn này carbon hết. Cái này đọt số 3. Dài 4,5 m. Thôi đây, ISO carbon. Bạt bạt Fuji vặn DPS Shimano. Đây, chỗ này sao mà người ta làm sao mà ma sát mà nó vạt mất miếng đấy rồi này. Cái này thì nặng 200 g, dài 4 m, dài 4,5 m. Đọt của nó 1,7. Thu về á là 103 cm. Rồi, mở ra xem thử. Rồi, trước tiên là xem đọt được nha mọi người. Đọt 1,7, đọt này đọt carbon luôn. Cứng. Rất là cứng. Đọt con rất là đẹp nha. Một đốt, hai đốt, ba đốt, bốn đốt, năm đốt. Cần rút này 5 đốt. 5 đốt. Carbon rất là sáng này mọi người. Đây, ở chỗ này thì có kia bọc bọc kim loại cường lực không bị dập nứt. 1 2 3 4 5 6 7 khuyên đá xám. 7 khuyên đá xám hết nha mọi người. Đây, đầu bú rất là đẹp. Rồi, cái này cái số 10 rồi phải. Rồi, cái số 10 này mình bán 800 nha mọi người. 800. Rồi, một cái cần nữa. Cần này cũng cần carbon nữa. Cần này cần rút. Cần tay cơ máy cần rút. Rồi, ngoại hình cái này thì còn khoảng 65% tới 70% á. Đây, mọi người xem qua ngoại hình của nó nhé. Ở dưới này là quần nhờ này. Này, bát Fuji FS6. Đây cũng quần nhờ này. Isiki, một thương hiệu nội địa Nhật. Cái này dài 33.
khuyên đá trắng. Khuyên đá trắng nha mọi người. Đây. Cái này thì nặng 160 g, đọt 1 ly. Vươn ra dài 33, thu về như thế này á là 91 cm. Đây, đọt này đọt thủy tinh luôn. Thủy tinh đặc. Đây, đọt thủy tinh đặc nha mọi người. Đây. Cái này người ta hà đọt rồi. Hà đọt. Mình để mọi người xem các giống ở phía trong này. Ở phía trong là khuyên ẩn. Một khúc. 2 3 4 4 khúc. 4 đốt. Rồi, ok. Cái này là cái số 11 mình bán 400 nhá. 11 400. Cái số 12 là một cái cân carbon Izumi. Izumi. Cái này thì nặng 240 g. Đọt của nó là 1 ly. Cái này thì có cái này là cần dùng 4,5 m. Thu về như thế này á là 1m 121 cm. 121 cm. Đây, cái cân này. Đây. Như thế này á, vươn ra hết á là 54. Vươn ra hết 54. Còn ở đây á, ở đây có đây, mọi người đưa xuống thế này. Ấn xuống. Đây là câu 4,5 m. Đưa lên thế này là câu 54. Đó. Khuyên của nó này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 khuyên đã xám. Còn nguyên đây hết cho mọi người. Đọt này đọt 1 ly này. Mình ổn thử cho mọi người xem. Đó. Đọt này đọt carbon luôn. Đọt carbon luôn nha mọi người. Rồi. Đốt trong đây có 1 đốt. 2. 2 đốt. 3 đốt. 4 đốt, 5 đốt. 5 đốt nha. Tất cả 5 đốt trong này đều còn rất là mới. Các đốt trong này còn rất là mới nha mọi người. Đó. Khuyến cũng còn mới bóng mà. Khuyến còn sáng bóng lên. Đó. Rồi, cần dùng. Rồi, ok. Bát này, bát này bát Fuji F6, bát đời mới. Bát trượt Fuji F6 đời mới. Cái này ngoại hình của nó thì còn phải 80% trở lên nha mọi người. Cái này là cái số mấy rồi? 12. 12. Cây này mình bán 900 nha mọi người. 12 900. Cây này nặng bao nhiêu đây? Cây này nặng 240 g. Rồi. Một cái cân như đây, cũng là Shimano. Shimano carbon. Cái số 12 này cũng là carbon nha mọi người, carbon. Rồi. Cũng là Holiday Spin luôn. Cái này con rất là mới.
rất là mới. Cái này mình thấy ngoài hình nó còn khoảng 90% đó mọi người, 90% Shimano Hàn Quốc. Cái này là 3 mạch chính, đọt 20, độ cứng 20, dài 39. Cái này còn rất là mới. Bản trượt Fuji F7 đây. Khuyên thì tất cả khuyên Fuji hết đây. Để mình cho mọi người xem cái gì ta, các cái giọng ở phía trong nhá. Đây, đọt này đọt 22, rất là cứng, cứng ngắc luôn, độ cứng 20 mà. Đây, ở phía trong con rất là đẹp nha mọi người. Một giọng này, hai này, ba này, bốn giọng, rất là mới nha. Khuyên thì tất cả đều khuyên Fuji hết. 1, 2, 3, 4, 5, 5 khuyên, bao gồm cả đầu bu. Đây, inox không rỉ, bọc cường lực cái đầu. Ok, cái này thu về 109 cm nha mọi người, vươn ra 39. Nặng 340 g. Cái này là cái số 13. 13. 13 này thì mình sẽ bán với giá là 1 triệu. 13, 1 triệu. À, 14. 14 là một cái cân sợi thủy tinh. Cân sợi thủy tinh. Cân rút sợi thủy tinh. Bản thời bản inox không rỉ. Đây. OGK, OGK này mình không biết là cái gì đấy. Cân này là cân súc. Khuyến của nó thì 1, 2, 3, 4, 5. 5 khuyên đã xám hết. Cái này thì hơi rỉ. Đây, đây. Cái này đầu bọc cường lực bảo vệ. Đây, với cái này cường lực rất là chắc. Chỗ nào cũng có cường lực ở các đầu vậy đó. Khuyên này là khuyên trượt. Khuyên trượt. Cái này á thì là nặng 300 g. Đọt là đọt 22, rất là cứng. Dài 3m6, thu về như thế này 1m2. À, mình kéo ra cho mọi người xem. Đọt này, đọt 22 nha. Khuyên này khuyên trượt. Đó. Rồi, các giọng ở phía trong rất là mới. 1, 2, 3, 4. Cái này cái số 14. 14 này mình bán là 350 nha mọi người. 14 350. Rồi, cuối cùng. Cuối cùng là một cái cân Ryobi Super Titan Witch 2 Technology, công nghệ cao. Cái này thì không thể ghi nó sản xuất. Bốn mét rưỡi, năm mét một. Super Titan này. Đây, để mình cho mọi người xem. Đây, ngoài hình tổng thể của nó là như thế này đây. Con rất mới. Con khoảng trên 70% nha mọi người. Đây.
Cái này đọt thì là đọt mạnh. Đọt mạnh 0.8. Nặng 180 g. Nặng 180 g. Đây. Đọt mạnh này. Đọt 0.8 nha mọi người. Này, nó có khuyên ẩn ở phía trong đây. Các phân khuyên ẩn ở phía trong vẫn còn nguyên. Đây. Carbon này thì carbon rất là dày. Gân carbon dày. Mình quên đếm mấy khúc mất rồi. 1 2 3 4 5 5 khúc. 1 2 3 4 5 khúc nha mọi người. Đó. Khuyên cải của nó, khuyên đá xám này. Ok. Đây, bạt của nó, bạt Fuji trượt đời mới LS6. Bạt này hình như là bạt Titan thì phải. Đây. Cái này, Super Titan là ở đấy đây. Đó. Ha. Cái này cái số 15 mình bán là 750 nha mọi người. 15 750. Rồi, cảm ơn mọi người theo dõi video của mình. Ai mua hàng thì liên hệ là số điện thoại 0786 555599. Cảm ơn mọi người nhiều.